Chúng tôi xin giới thiệu chung kết hạng 60kg Trần Thị Thanh Hà của đơn vị Hà Nam, mang trang phục màu đỏ. Nguyễn Thị Minh Thư của đơn vị Hải Phòng, mang trang phục màu xanh. Mời hai đôi vào thẳng. Nào, thi đấu. Các trọng tài chuẩn bị, vận động viên chuẩn bị. Hiệp thứ nhất bắt đầu. Sau trận giữa Thanh Hà của Hà Nam và Nguyễn Thị Minh Thư của Hải Phòng, xin mời vận động viên Phạm Văn Có của đơn vị Thừa Thiên Huế và Nguyễn Thành Lộc của đơn vị Ninh Bình chuẩn bị. Thank you.
huy chương vàng đúng rồi. Anh mời anh. Dù sao giọng Huế nghe cũng rất là ấn tượng. Và mời em đứng dậy, đứng lên phía trước và gửi một lời cảm ơn đến tất cả mọi người được không nào? Đó là nguyên nhân là ở đây ạ. Chào xin thay mặt tất cả các vận động viên ở đây tham gia giải. Cảm ơn ban tổ chức và những sự ủng hộ nông nghiệp của người dân ở đây. Cháu không hề nói gì đâu, hơi chẳng nói tiếng đấy. Rất là tuyệt vời, dù nói ngắn thôi nhưng mà cũng đầy đủ ý nghĩa, đúng không ạ? Cảm ơn bạn Oanh rất nhiều. Và cũng xin chúc cho tất cả các vận động viên của chúng ta, không chỉ là các bạn đang đứng ở trên sân khấu này, trên sân vật này, mà là tất cả các bạn vận động viên trong hai ngày hôm qua và hôm nay đã nỗ lực cố gắng rất nhiều để cống hiến cho khán giả những kèo đấu vật là xuất sắc, là những cuộc đối đầu rất là sôi động và kịch tính. Và chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn các vận động viên của chúng ta.